Dạ, xin mến chào cô chú chị các bạn, rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo hôm nay về Nha Trang. Và trước hình quý vị các bạn, em đang đứng ngay vị trí này là khu vực vòng xoay ngã 7 này, đoạn ngay góc của đường Ngô Gia Tự và con đường Lê Thánh Tôn. Ngay chỗ này là có các cái quán kem nữa vị, quán kem, quán chè, rồi bánh rồi các loại. Khu vực đây thì thường du khách hay tới để mà ăn kem quý vị, rồi ăn chè, chè hạt đác, rồi chè sầu riêng, có kem bơ Đà Lạt, rồi chè cốm nè, chè bưởi, chè khúc bạch, chè hạt sen, táo đỏ, nói chung là chè 68 mùi, rồi có kem Mỹ rồi các loại nữa. Ở hiện tại cũng có một lượng khách du lịch họ đang ăn kem này, kem ăn chè. Chỗ này có món kem Mỹ nữa nè, 22 là đánh tôn tulip 47 vị không. Ngay góc của đường Ngô Gia Tự và con đường Lê Thánh Tôn vậy. Trong video ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú anh chị các bạn một số hình ảnh của đường phố cũng như là cập nhật và tình hình thời tiết Nha Trang về đêm nhé. Hiện tại trời cũng đang rất là mát vậy. Mấy bữa trước là mấy ngày nay là bên di tích Tháp Bà Ponagar cũng đang diễn ra cái lễ hội. Hôm nay là như là ngày cuối cùng rồi, hôm nay chắc là bế mạc rồi, hôm nay chắc hết rồi. Thì và hàng năm cái lễ hội Tháp Bà Ponagar diễn ra vào ngày 20 đến ngày 23 tháng 3 âm lịch hàng năm. Thường thì cái lễ hội Tháp Bà là bao gồm vùng các tỉnh vùng miền Trung và Tây Nguyên như là Bình Thuận, Ninh Thuận rồi Bình Định, Phú Yên rồi đó vậy. Là người đồng bào, cái lễ này là của người đồng bào dân tộc Chăm. Đây, chỗ này là ngã tư của con đường Hùng Vương với con đường Lê Thánh Tôn. Quán cà phê Palm Bistro, cuối tuần họ có các cái chương trình ca nhạc hát cho nhau nghe với những ca khúc nhẹ nhàng sâu lắng, có cả ca khúc nước ngoài nữa. Đứng hình quý vị là ngã ba đường Lê Thánh Tôn với con đường Trần Phú. Khu vực trung tâm thì xa là tháp Trầm Hương. Đường phố tối nay có vẻ cũng khá là nhộn nhịp này. Có rất đông du khách đi dạo chơi tháp Trầm Hương về đêm cũng như là quảng trường. Quảng trường thì ra ngồi ống gió biển cũng như là thả diều. Đối diện với quảng trường 24 đó là khu vực chợ đêm. Chợ đêm là một cái điểm đến cũng như là vui chơi chủ yếu chính của Nha Trang mỗi khi về đêm. Đó, giờ này du khách đi vào chợ đêm quá trời luôn. Giờ này đi ra con đường biển này gió rất là mát luôn.
chiếc xe cá nhân, xe biển số 60 ở Đồng Nai đến Nha Trang du lịch quý vị. Chỗ này là cái vòng xoay ngã ba con đường Nguyễn Thị Khai với Trần Phú, thường hay bị kẹt xe lắm. Do cái vòng xoay này nó hẹp quý vị, cái ngã ba này nó hẹp mà đường xe lưu thông lại nhiều đó. Số 85 nè, Phan Thiết nè, Ninh Thuận. Ninh Thuận cũng đến Nha Trang du lịch rồi. Trong mấy ngày qua thì Nha Trang cũng đón được những cái đoàn khách Trung Quốc. Chủ yếu là hai hãng bay, hãng bay Vietjet với hãng bay Bamboo Airways, là hai hãng bay mà đưa khách từ Macau Trung Quốc qua sân bay Cam Ranh để mà du lịch. Ở ngay chỗ này là cái tháp Trầm Hương, điểm check-in chụp ảnh lý tưởng dành cho du khách về đêm. Đến Nha Trang mà không chụp ảnh tháp Trầm Hương là một thiếu sót quý vị. Và đặc biệt một cái nữa là tắm biển, không tắm biển cũng là một thiếu sót. Có du khách đi dạo nhộn nhịp khu vực công viên. Phía trước kia hình như là có múa lân đó, rất là rộn ràng luôn. Không biết có cái gì không mà lại múa lân đây. Đây là các bạn lân trẻ thôi, chủ yếu múa ở vỉa hè này, cho mấy cháu nhỏ rồi tới vui chơi. Cho mấy bạn nhỏ chơi chính đó. Trời luôn rồi. Giờ buổi tối mọi người đi vào nhà hàng ăn uống. Bên cạnh là cái club, Paradise Club.
club Paradise kèm với club Havana, hai cái club này. Thời tiết Nha Trang mấy bữa trước thì cũng nắng dữ lắm, sau đó mưa tầm tã 2 ngày. Đó. Hôm nay thì trời hết mưa rồi, có vẻ hết mưa rồi. Mấy bữa trước là cứ ngày ban ngày nắng, ban đêm mưa. Hôm nay thì ban ngày vẫn nắng nóng và tối nay em đi thì trời không có mưa nữa. Nhưng mà ngược lại thì nó cũng khá là mát này. Đi dạo thì nó cũng mát mẻ. Với giao con đường tránh này bắt đầu vào mùa hè rồi, Nha Trang chuẩn bị đón khách trong nước. Và góc này là con đường Lý Tự Trọng với đường Trần Phú nè. Cái góc này là cái Đàn Bên Bay Hotel. Phía dưới là trung tâm thương mại Nha Trang Center. Đó, dọc đoạn này là có cái tích sát gì kitchen mới vậy. Cũng các cái món ăn nhanh đó. Còn có cà phê Highland Coffee. Đây là tòa nhà Quân Cốt. Dưới trung tâm thương mại của tòa nhà Quân Cốt là cũng là quán cà phê The Coffee House. Cũng rất là nhộn nhịp du khách cũng như người dân. Đi qua đây là thuộc con đường Lý Tự Trọng, trước đó là con đường Võ Đăng Lộc. Di chuyển thẳng theo hướng này sẽ lên khu vực của vòng xoay ngã 6, lên khu vực của nhà thờ núi, nhà thờ Chánh Tòa Kitô Vuông. Thì xe thì có thể thấy được một xây ngã 6 về đêm lên đèn rất là nổi bật. Đẹp ghê vậy. Nhà thờ núi, nhà thờ Chánh Tòa Phi Tô Vua hình như có âm nhạc.
Tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem video nhé. Xin mến chào cô chú anh chị các bạn.